Hello mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ban tôi. Hôm nay thì mình có mượn được một con ạc à, cha cha cha. Hôm nay thì mình được mượn con ạc của bạn kia thì gặp ngay cái tên gì đây, lực be không không không, mà tự nhiên vô đây chào chào ảo ma mọi người. Đây, thấy cái tên là cứ nịnh nịp 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 rồi đó. Thì ngày hôm nay mình có mượn được ạc của bạn Ever trong team của mình luôn nha. Gì đây, cho tôi vô tham quan nhà nhé. Ok. Ôi trời ơi, thì hôm nay thì mình có mượn được ạc của một bạn nữ trong cái thành viên FB team của mình các bạn ạ. À, một bạn nữ sinh năm 2K7 các bạn ạ. À, mà một bạn nữ rất chi là sting các bạn ạ. À, không mà bây giờ mình bảo không xinh thì các bạn xem nó chết, chữ chết. Đây, ok, bây giờ thì đỡ coi thử ạc của ngày hôm nay thì mình review được ạc này chúng ta sẽ có những gì nha mọi người. Và chúng ta sẽ coi thử ạc này chúng ta sẽ có những gì nha các bạn. Và đầu tiên chúng ta sẽ vô kho đồ. Tất nhiên là phải vô kho đồ trước rồi mọi người. Mọi người được chưa? Hiện tại bạn ấy đang mặc một cái bộ đồ thì mới đây, mới gần đây ra thôi. Ủa mấy bạn này cũng có bộ option rồi. Có những cái bộ đồ mà hình như bộ đồ này đa số dành cho nữ thôi. Bạn này chỉ sưu tập những cái bộ đồ mà dành cho nữ thôi mọi người, còn dành cho nam thì nó cũng hạn chế lắm các bạn ạ. À, uầy. Mình tính ra những ít, tính ra cái đầu con S đi đây này này. Đầu con S đây là mình cũng chưa có này. À. Áo đây này này, ở đâu? Đầu con S mình chưa có. Mũ đây mình có này. Số cái bộ số này mình cũng chưa câu ra được này. Lâu rồi nè. Ôi sừng 2 nữa nè. Ôi cục gì đây, cục phanh nè. Đầu phân dễ thương. Đây bạn này cũng có cái đầu này, một cái đầu này nó ra ta. Mình nhớ ở đâu sao mình không có ta? À. Trời, cái mắt con S này, trời cũng có mấy cái bộ hiếm, cũng có những cái bộ đồ mà mình chưa có này. Đồ ong này mọi người. Rồi bộ đồ Iceland, Iceland ủa mình có thì ta, hình như hồi bữa mình sưu tập mình muốn quên nhận đấu các bạn ạ. À, và cái bộ đây, con ké lồng đèn liền đồng vậy đây nè. À. Áo xanh, áo rầu, cái túi vỏ sò, các thứ. Rồi cái đầu dịch nữa các bạn. Trời ơi cái đầu dịch này mang đi. Đầu dịch này mình cũng chưa mở ra mọi người. Mình thấy cái đầu dịch nó khá là hài luôn các bạn. Nhìn nó cứ bừa bừa kiểu gì á, cho nên mình khá là thích, mình chưa ra đầu này luôn. Ui, có cái đầu mũ bảo hiểm vũ trụ luôn à. Mình chưa có luôn các bạn ạ. À, để mình mặc cái đầu này coi. À, mình chỉ thích cái đầu dịch thôi. Đầu dịch full bộ dịch luôn. Đó, bỏ thêm góc sơn sau lưng nữa, đeo thêm cái kính. Đeo thêm cái kính này, thêm kính con ớt nữa thôi thì đeo thêm cái bộ râu rim mép thì nhức cái nách. Cái hộp bự rồi, à, một căn một lùng, trời ơi, vật bự, nó thì các bạn có thể thấy đây chính là một cái con vịt khổng lồ các bạn ạ, à. Đó, được rồi, bên, từ review xe có xe không? Ở trong phần phương tiện của bạn này thì chúng ta sẽ có bao nhiêu chiếc xe đây? Có 9 chiếc xe bạn ơi, xe phao vịt rồi, xe máy đen, xe này mình chưa có nè, trời bạn này thích màu đen hay gì đây, đỡ màu đen này mọi người, còn xe nào nữa không nha? Xe đạp hai nước, ở đây xe đạp phải cần dưới nước cơ, quỳ vàng thú cưng cái gì đây? Thú cưng của mình có thằng đất ban GMT này. À, có con đứa con bé đặt trong ban GMT luôn các bạn ạ. À, gì kỳ vậy? Ôi mà không sao. À, có hai con luôn các bạn ạ. À, hai con đây luôn nè. Mắt, con này là mắt lever rồi. Còn một tiếng thì chưa mắt nè. Đấy, sao? Còn dù dũng như nào đây? Bạn nào xài màu xanh, cần giật thứ. À. Đỡ vô cái phần con trùng thử bạn này. Bắt cái con gì rồi? Con trùng thì hiện tại bắt con gì cao nhất ta? Con gì cao nhất? Chắc là bạn ấy bán hay gì á mọi người. Chắc ấy bán hay gì à mọi người. Hay là ít bán chuỗi gì đây, thức ăn tùm lum từ lưa gì đây. Ui không biết mùa này bạn có VIP mùa này bạn có mua không ta? À mùa VIP mùa này bạn không có mua các bạn ạ. À, bạn này cũng đang đi học, cũng còn đi học, cũng không có tiền nhiều, cũng không có tiêu nhiên. Ui cái gì đây, có cái phần hướng đăng nhập này nè. Trời ơi, bây giờ mình sẽ vô cái ạc này, mình sẽ mở cái hộp này ra cái xe cảnh sát là bạn này ngất xỉu liền. Mọi người tin mình mở ra cái xe cảnh sát không bạn? Giày cao cổ màu nâu hả? Ờ, cũng không có, em xin xác nhưng mà như thế là hợp lý rồi, trời ơi. Thế là có một cái ngon tươi rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ qua cái chỗ nhiệm vụ trò chơi, ở lại quên chơi. Vô phần hiện tại bạn này có 3,2 34k tim. Ở đó mình coi căn nhà của bạn này như thế nào nha mọi người. Mình coi căn nhà của bạn này như thế nào. Bạn này xây cái gì trong này nha các bạn. Thì hiện tại nhà bạn này đang xài là trời ơi. À, một đống cây xanh luôn. Trời ôi là trời, cây gì một lắm thế. Uầy, vãi chướng các bạn ạ. Ôi đây mà mở hết là một đống kim cương bao nhiêu. Một bè hàng cái bằng bè nhân bè 6, 7, 9, 9, 10, 20, 14. Ôi, một đống đeo quý luôn nha. Ơ chết cha, mình bấm lộn nhận một đeo quý rồi. Xin lỗi bạn chủ nha. Thôi, mình lỡ bấm một cái thôi các bạn. Trời ơi, thôi bấm mấy cái nữa là mình bấm nhầm lên chết mọi người. Mà công nhận cái chỗ này nó phê thật sự. Cái chỗ này mà là của mình thì như cái nách các bạn ạ. À, nhưng mà tự nhiên rất tiếc thì mình lại bấm nhầm cái, thấy mấy cây. Uầy, xịn nha. Trời ơi, mọi người thấy cái cành cây bạn này chưa?
quá trời luôn, quá trời coi hô lá hiệu luôn, quá là đại gia luôn. Tuy là ạc cũng không được xịn, nhưng mà đặc biệt cái là mình thấy bạn này là hơi bị xịn rồi đó. Trong nhà, căn nhà của bạn này là hơi bị xịn rồi đấy các bạn ạ. Ví dụ một ngày mà một đéo quý, một ngày mà ba đéo quý thì bạn này phải bỏ ra mấy trăm, mấy chục ngày, hoặc là cả tuần, mấy tuần, hoặc là cả tháng, mấy tháng mới được một đống như thế các bạn. Để coi thử bên ngoài đây bạn này có xây không, có cái đặt cái ghế bên ngoài này này mọi người, để mình coi bên ngoài này có xây không ta. Ok ok, mình cầu mình không quay được các bạn. Nào nào, đây 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 đây, nay vô sinh tồn, nay sẵn cầm cái con ạc này, hôm nay mình sẽ vô cái chế độ sinh tồn này, mình chơi giùm máy nha, để coi thử, để mình lấy hạng một, để mình lấy vài cái hạng một cho bạn này chơi cho nó đã nha mọi người. À, đây 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 đây, chưa gì mà thấy khẩu súng tụa của mình bên này rồi, to cái bạn ấy rồi, tuy là dịch, tuy là dịch, nhưng mà kỹ năng thì mèo phai phai à, mèo phai phai à, này thì phai phai, này thì phai phai, này thì phai 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 với chúng tôi này, phai phai với chúng tôi, phai phai với chúng tôi này, này thì bánh như thế này thì tố cáo ạt thì cũng hơi tồi. Đấy, ném bằng bơm à, không được à, khét đây khét đây. Ê, chà, chà, chà. Này thì đây đây, đây lụm cây súng tỉa cái đã. Tuy là dịch nhưng mà trình bắn của dịch này có vẻ là hơi bị nâng cao các bạn ạ. Dịch này là dịch như nào nha, dịch bị thần hóa thì là bị tiến hóa thôi các bạn. Còn hai bạn đây, 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 bạn này cũng xanh tỉa này, ai nhanh hơn, ai nhanh hơn này bạn ơi, ai nhanh hơn bạn ơi, ai nhanh tay hơn rồi đó win, ai chậm tay hơn rồi đó đi chơi giống khác các bạn. À, đây, 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 đây. Bạn này 5 cục pin luôn. À, được được được, 5 cục pin này thì mình cho cái nhẹ, 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 cho cái nhẹ luôn các bạn ơi. À, may quá có băng đạn bên này, thôi bạn này tiêu đời rồi, bạn này chuẩn bị ra chơi mạng mới đi, thôi mình sẽ cứu tôi với hu ạ. Cứu bây giờ bạn này cũng không biết mình là ai đâu mọi người, nhưng mà mình vẫn sẽ bắn cồn duyên cuối cùng, mình sẽ thả nha mọi người. Đó, đợi coi bạn này ném bơ tới chừng nào, ném ấy, ném ấy, ném ấy, ném ấy, mình sẽ đi sát bạn này, sẽ ném trúng trúng bạn ấy sẽ chết luôn nè. Ây da, này thì ném bơm bởm với chúng tôi à. Đây đây. Này, ai ban tivi kìa. Kenji ban tivi này, ban tivi này, ban tivi này, ban tivi này, không biết bạn này biết mình là ban không ta. Ban tivi này. Ok, tuy là bạn này không chắc không biết mình là ai đâu, mà mình cứ bán thôi các bạn ạ. À, mình thấy từ ban tivi ở sau mọi người. Mau. À, còn bạn này cuối cùng may yếu đuối, trời mà công nhận bạn này yếu đuối, có vẻ là hơi yếu đuối. Thôi vô mình sẽ theo bạn này nha, mình sẽ theo bạn này bằng cách đó chính là mình sẽ chờ tới ba cuối để coi bạn này tìm mình tới đâu. À nhưng mà tôi chết thiệt rồi, thôi mình sẽ nhường mà ấy đi, coi như rắn này mình nhường mà này đi mọi người. À, sao nhường thôi, nhường thôi, chẳng qua là nhường thôi. Gà chip 16, gà chip à, lên tặng đá à, lên tặng đá làm gì nhau đây. Lầm, ngon ngon thơm, mời bạn ăn luôn à, mời bạn ăn các bạn ạ. À, bạn gì đây, bé nghèo da đen nhưng mà bạn này đang mặc da trắng các bạn ạ. À, nhưng mà trốn thì trốn nha mọi người, trời không dịch 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 u là trời. Yeah, thì mọi người thấy gạt này, mọi người thấy gạt này như nào rồi, mình thấy nói chung là cũng được đấy, tuy là bạn này đang là học sinh nhưng mà vẫn rất chi là đồ, mà rất chi là nhiều ấy mọi người. Có vẻ những món đồ nó có vẻ là hơi giàu, mà giàu có thể giàu hơn mình, có những món đồ mình chả có cơ. Ok bạn ơi, bây giờ mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Thì nếu các bạn lần tiên đến với kênh thì các bạn đừng quên lại cho mình một like, cũng như mình đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye người, hẹn mọi người những clip tiếp theo. Bye bye.